Xin chào các bạn, tôi là chuyên gia của công ty cổ phần Beauty Plus. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn đại cương về làn da. Cấu trúc và chức năng của da. Giải phẫu học của làn da. Da người là một cấu trúc tinh vi, đa chức năng và là cơ quan hoàn thiện nhất của cơ thể. Diện tích bề mặt da khoảng 1,5 m² và chiếm 18% tổng khối lượng cơ thể. Trên bề mặt da có các đường rãnh và các đường vân. Chiều hướng của các đường rãnh trên da hình thành do đáp linh của các sợi collagen theo những hướng khác nhau. Có những rãnh sâu trên da hình thành trên những vùng da có sự di động, căng kéo nhiều và hình thành từ khi được sinh ra. Làn da đẹp và làn da toàn vẹn về cả mặt cấu trúc và chức năng có các thành phần cấu tạo thành. Chuyên viên thẩm mỹ khi thực hiện các thủ thuật tái tạo, trẻ hóa làn da cần nắm bắt nhiều hơn các dữ liệu cập nhật về sinh lý và giải phẫu của làn da. Da bao gồm 3 phần chính, lớp biểu bì, lớp trung bì và lớp hạ bì. Mỗi lớp được cấu tạo thành hoạt động nhịp nhàng nhờ sự phối hợp, định hướng của các tế bào, sợi và các cấu trúc vô định hình thành khác. Lớp biểu bì hay còn gọi là lớp thượng bì. Lớp biểu bì là lớp trên cùng của da, bao gồm các biểu mô vảy sừng phân tầng. Lớp này được phát triển và biệt hóa thành 5 lớp khác nhau: lớp đáy, lớp gai, lớp hạt, lớp bóng và lớp sừng. Lớp sâu nhất của biểu bì chứa 70-75% nước và lớp sừng chứa 10-15%. Da có khoảng 50 lớp tế bào ở những vùng da mỏng và có thể lên đến 100 lớp ở những vị trí dày hơn của cơ thể. Độ dày trung bình của lớp biểu bì khoảng 0,1-1mm tùy từng vùng của da. Lớp này có tiềm năng tái sinh và thay thế cao da bị tổn thương. Tế bào chính của lớp biểu bì là tế bào sừng, tế bào sắc tố và tế bào Langerhans. 80-95% lớp biểu bì là tế bào sừng và phần lớn được bao bởi các sợi protein keratin. Sừng được biệt hóa từ những tế bào gốc, gọi là các tế bào đáy và nằm ở lớp đáy của thượng bì. Các tế bào gốc phân chia, biệt hóa, di chuyển lên trên. Trong suốt quá trình đó, các tế bào này biến đổi và hình thành các lớp khác nhau của biểu bì da. Tế bào miễn dịch Langerhans phân bố ở lớp đáy giữ vai trò gây ra các đáp ứng miễn dịch. Chúng có thể di chuyển từ lớp biểu bì xuống lớp trung bì và hạch lympho. Lớp ngoài cùng của biểu bì là lớp sừng, gồm 25-30 dạng tế bào sừng đã chết và được phủ bởi các sợi keratin trưởng thành. Các tế bào sừng của lớp này liên tục bong ra và được thay thế bởi các lớp sâu hơn bên dưới. Sừng trong lớp sừng được liên kết với nhau bởi các nhân giữ ẩm tự nhiên và lipid biểu bì. Lớp này hình thành đặc tính kỵ nước của da, hạn chế tối đa sự mất nước qua lớp biểu bì và duy trì lượng ẩm cần thiết cho da, bảo vệ da khỏi sự xâm nhập của các vi sinh vật, hóa chất hay gây chất gây kích ứng. Nếu loại bỏ lớp này, da sẽ rất dễ bị tổn thương, dẫn tới khô da, đỏ da, nhiễm trùng và các vấn đề về da khác. Da có tính axit nhẹ, độ pH trung bình tầm khoảng 4,5-5,5 và được gọi là lớp vỏ axit của da. Tính axit được hình thành do hoạt động của tuyến tiết nhờn và tuyến mồ hôi. Lớp vỏ axit bảo vệ da tránh những tác động bất lợi từ vi khuẩn, nấm, giúp duy trì lớp keratin được kết nối chặt chẽ. Nếu bề mặt da được kiềm hóa thì sẽ làm cho các sợi keratin trở nên mềm và kém bền vững, mất đi tác dụng bảo vệ và bị nhiễm trùng hơn. Nhạy cảm với tia cực tím hay còn gọi là tia UV, hóa chất hơn, trở nên khô, kích ứng và bong da. Lớp trung bì. Lớp biểu bì và lớp trung bì được phân cách bởi màng tế bào đáy, có cấu trúc gồm đám rối protein dạng sợi như tấm lưới. Màng tế bào đáy có vai trò bảo vệ, trao đổi và các chức năng khác. Lớp trung bì nằm giữa lớp biểu bì và hạ bì, được kết nối với nhau thông qua một cấu trúc sợi có khả năng di động tương đối. Mô liên kết được tổ chức theo một liên kết phức tạp với nhiều liên kết được điều hòa bởi một nhóm gen nhất định. Điều này giải thích sự đa dạng trong cấu trúc riêng biệt ở mô. Độ dày của lớp trung bì có thể dao động trung bình từ 0,5mm đến 4mm. Lớp trung bì có các thành phần vô định hình tại gian bào, gồm các mạng lưới cấu trúc sợi và tế bào. Các thành phần chính của lớp trung bì hoạt động cùng nhau giống như một mạng lưới. Cấu trúc tại lớp này bao gồm các nguyên bào sợi và các tế bào mast. Các chất nền gian bào gồm các thành phần nước, điện giải, protein, huyết tương và glucosaminoglycoside. Tùy thuộc vào cấu trúc của đơn vị monom, các glycosaminoglycans được chia làm 7 loại.
1. Acid hyaluronic, 2. Homdotin, 4. Sulfat, 3. Hondroitin, 6. Sulfat, 4. Dermatan sulfat, 5. Keratan sulfat, 6. Heparin sulfat, 7. Heparin. Sau đặc điểm cấu trúc GAG nên chất này có khả năng giữ nước rất cao, hàng trăm lần so với thể tích phân tử của nó, đảm bảo sự duy trì lượng nước cho các sợi collagen. Chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong duy trì độ ẩm cho lớp biểu bì. Trong số các CAG, acid hyaluronic là thành phần có vai trò quan trọng trong duy trì thể tích lớp trung bì và sự căng mịn của da. Mạch máu và mạch bạch huyết trong lớp trung bì có mức độ khác nhau, nông hoặc sâu. Đặc điểm tổ chức của các vi mạch này giúp quy định hình thái của chúng, giúp hạn chế sự thiếu hụt dòng máu. Lớp trung bì có hai lớp, lớp nhú và lớp lưới, trung bì nông và trung bì sâu. Lớp nhú mỏng gồm các mô liên kết lỏng lẻo, vô định hình, là nơi hoạt động của các số lượng lớn đại thực bào, bạch cầu baramo, tế bào lympho T. Lớp nhú liên kết với lớp biểu bì bởi những gai nhú làm tăng bề mặt tiếp xúc nhằm tăng chức năng dinh dưỡng của lớp này. Khi các lớp gai nhú già đi, chúng trở nên phẳng hơn, nên làm lượng oxy và chất dinh dưỡng đến nuôi lớp biểu bì. Những gai nhú này quyết định tính chất da, dọc theo màng tế bào có vô số thụ cảm tự do. Lớp lưới là thành phần chủ yếu của lớp trung bì, được cấu tạo thành bởi nhiều mô liên kết dạng sợi vô định hình. Những bó collagen đan xen song song bề mặt da và xuyên qua lớp mỡ dưới da. Lớp này có chức năng chống đỡ và mang lại độ bền cơ học cho làn da. Lớp này chứa những tận cùng cảm thụ thần kinh, tuyến mồ hôi, tuyến bã nhờn và lang lông. Cảm thụ thần kinh phóng thích các peptide thần kinh có liên quan đến phản ứng viêm gây ngứa, hoạt chất phóng chất mạnh, vận mạnh, yếu tố tăng trưởng. Lớp trung bì quyết định sắc diện, cấu trúc và chức năng của làn da. Chức năng cơ bản của lớp trung bì: cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho lớp biểu bì, điều hòa thân nhiệt thông qua thay đổi tuần hoàn máu và tiết mồ hôi, giữ chức năng bảo vệ cơ học cho lớp sâu hơn của da, quyết định độ nhạy cảm của làn da. Lớp hạ bì, lớp mỡ dưới da nằm ngay dưới và liên kết lỏng lẻo với lớp trung bì. Lớp này là một dạng mô liên kết bao gồm các thành phần sau: tế bào mỡ, chất nền liên kết, mạch máu và hệ thống cảm thụ thần kinh. Lớp hạ bì có cấu trúc như miếng bọt biển gồm sợi collagen, elastin, tế bào mỡ, mạch máu, mạch bạch huyết, tế bào thần kinh. Bề mặt mô mỡ được nối với lớp trung bì bằng các sợi collagen hướng từ lớp trung bì đến lớp hạ bì. Vì vậy, nguyên nhân của nếp nhăn và nếp gấp trên da là do sự suy giảm về số lượng và chất lượng của collagen. Chức năng chính của lớp mỡ dưới da: cung cấp năng lượng, chất béo là nguồn năng lượng dồi dào. Lượng chất béo cung cấp 9 calo năng lượng. Cách nhiệt: chất béo giữ ẩm cho cơ thể, do đó ngăn cách và cung cấp nhiệt cho cơ thể trong môi trường lạnh. Chức năng thứ ba là bảo vệ. Chất béo giúp giảm nhẹ chấn động và va chạm. Nhiệt độ giúp da linh động vì da có thể kéo giãn theo bất cứ hướng nào trong một giới hạn cho phép, do đó bảo vệ da khỏi những tổn thương. Chức năng thứ tư, dự trữ. Mô mỡ dự trữ nhiều chất vitamin tan trong dầu, vitamin A, D, E, estrogen và các chất độc tan trong dầu. Chức năng thứ năm, sản xuất hormone. Mô mỡ có thể độc lập tổng hợp estrogen và cholesterol. Phần phụ của da. Phần phụ của da bao gồm tuyến bã nhờn, tuyến mồ hôi, lông, móng. Cấu trúc tuyến bã nhờn: có rất nhiều tuyến bã nhờn trên da, mật độ khoảng 900 đến 1000 đơn vị trên 1 cm², phần da vai, mặt và ngực. Ở phần da tay, môi, bộ phận sinh dục, lượng tuyến bã nhờn ít hơn, mật độ thay đổi từ khoảng 20 đến 50 đơn vị trên 1 cm². Tuyến bã nhờn sản xuất chất nhờn. Chất nhờn có những chức năng quan trọng sau: tạo thành màng nước, dầu có tính kháng khuẩn và kháng nấm. Thành phần chất nhờn gồm triglycerides 50-60%, saphetate 20-30%, sterol esti hóa 1-3% và squalene là một hydrocarbon tham gia tổng hợp stetrol. Acid béo tự do thay đổi từ 0-60.
có khoảng 20 gram chất nhờn được tạo ra mỗi ngày. Lượng chất nhờn phụ thuộc vào mức độ tiết của hormone estrogen, glucocorticoids, hormone tuyến giáp, hormone hệ estrogen làm giảm lượng chất nhờn. Chất nhờn tiết ra nhiều nhất vào buổi sáng và ít nhất vào buổi chiều. Cấu trúc của tuyến mồ hôi. Tuyến mồ hôi là những ống đơn giản nằm sâu trong da, gần mô mỡ, có khoảng 3,5 triệu tuyến mồ hôi trên da. Tuyến mồ hôi là một hệ thống ống dẫn đan xen với nhau và chịu sự kích thích của hệ thần kinh giao cảm. Thành phần của mồ hôi gồm nước, muối, ure và một số chất khác khiến cho mồ hôi có vị mặn và mùi đặc trưng. Có hai loại tuyến mồ hôi, tuyến mồ hôi ngoại tiết và tuyến mồ hôi dầu hủy. Tuyến mồ hôi ngoại tiết thường tiết nhiều nước, không tạo ra mùi hôi, đảm nhận chức năng điều hòa thân nhiệt cho da. Trong khi đó, tuyến mồ hôi dầu hủy lại tiết dầu nhiều hơn nước, tạo ra mùi và thường đổ vào lỗ chân lông, sau đó mới được bài tiết ra ngoài. Mồ hôi giúp làm mát cơ thể, giữ ẩm cho da, thải độc chất. Tuyến mồ hôi thực hiện chức năng bài tiết và điều hòa nhiệt độ. Cấu trúc của lông. Lông gồm thân lông và phần phía trên bề mặt da và phần chân lông nằm sâu ở lớp trung bì. Thân lông gồm có lớp tủy, lớp vỏ, lớp cutin và lớp ngoài cùng. Tuy nhiên, ở lông tơ không có tủy lông. Tủy lông gồm những tế bào chưa được keratin hóa. Lớp vỏ gồm những tế bào da chết và chiếm khoảng 90% khối lượng của lông. Độ khỏe mạnh của lông phụ thuộc vào lớp vỏ. Những sắc tố của lớp vỏ sẽ quyết định màu tóc. Aumaline giúp tóc có màu nâu hoặc đen. Phermaline giúp tóc có màu vàng hoặc đỏ. Màu tóc được quyết định bởi tỷ lệ các loại sắc tố này. Phần cuối cùng của chân lông là bao lông. Phía dưới có nhú được cấu tạo bởi mô liên kết, mạch máu và tận cùng các dây thần kinh. Các nhú cung cấp dinh dưỡng cũng như dẫn truyền các tín hiệu thần kinh cho lông. Nhú giống như một máy vi tính điều hòa tình trạng và tốc độ phát triển của lông. Nếu nhú lông chết, cả sợi lông sẽ chết. Nếu biết cách chăm sóc và kích thích nhú lông ở trung bì sẽ giúp cho sự phát triển sợi lông mới. Phần chân lông cùng với vỏ, lớp vỏ bao phía ngoài và lớp biểu mô phía trong tạo nên bao lông. Nó được bao bọc bởi các túi mô liên kết vốn được nối với các cơ nâng sợi lông và các loại cơ khác đan xen vào nhú trung bì. Ở bề mặt da có một lang hình phễu để ống dẫn của các tuyến bã nhờn đổ vào. Các tế bào lông có tốc độ phân bào nhanh, chứa lượng sắc tố lớn. Sự phát triển của lông được điều hòa bởi tuyến yên, hormone tuyến giáp và hormone estrogen. Chức năng của lông. Lông giảm thiểu sự thoát nhiệt và bảo vệ lớp biểu bì khỏi những tổn thương nhẹ như chảy xước hay ánh nắng mặt trời. Lông cùng với những yếu tố xung quanh, chất lượng và kích thước tạo lên vẻ đẹp của con người. Chức năng của làn da. Da người là một bộ phận tiếp xúc với môi trường nhiều nhất trong cơ thể. Nó không chỉ là vỏ bọc bao bên ngoài cơ thể mà còn đảm nhiệm nhiều chức năng. Đầu tiên, da có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi những tác động bất lợi từ môi trường như vật lý, sinh học hay hóa học. Do là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với môi trường nên da đảm nhiệm chức năng bảo vệ, hấp thu, bài tiết, đồng thời có khả năng dự trữ, cảm giác điều hòa, thân nhiệt. Ngoài ra, da cũng liên hệ mật thiết với các hệ cơ quan trong cơ thể, là nơi phản ánh tình trạng của các cơ quan bên trong. Chức năng bảo vệ. Da có chức năng bảo vệ các cơ quan như thần kinh, mạch máu, xương, nội tạng trước các yếu tố có hại về sinh học, cơ học, hóa học và vật lý. Nhờ vào hoạt động trẻ hóa da liên tục của lớp biểu bì, các yếu tố như bụi bẩn, vi khuẩn, độc tố cũng liên tục bị đẩy ra ngoài. Ngoài ra, cấu trúc da hình thành từ các sợi collagen có tính đàn hồi giúp da chịu được những áp lực đặt lên da. Đặc biệt, khả năng bảo vệ cơ thể khỏi những tác động bất lợi từ tia cực tím. Melanin trong da giúp hấp thu năng lượng của tia cực tím, ngăn chúng ảnh hưởng đến các bộ phận bên trong cơ thể. Chức năng bài tiết. Tùy theo vùng cơ thể khác nhau mà số lượng tuyến mồ hôi cũng như cường độ bài tiết mồ hôi khác nhau. Thân mình đảm bảo bài tiết 50% lượng mồ hôi, hai chi dưới 25%, hai chi trên và đầu 25%. Sự bài tiết mồ hôi ngoài nhiệm vụ tham gia điều hòa nhiệt độ còn góp phần đào thải các chất cặn bã độc hại của cơ thể. Chức năng miễn dịch. Ngoài chức năng bảo vệ và cơ thể
khỏi hàng rào vật lý. Da còn có chức năng miễn dịch. Da chứa hầu hết các thành phần hệ miễn dịch như các tế bào len hen, tế bào lympho T, tế bào lympho B. Tế bào sừng còn tiết ra interferon khi có kháng nguyên, vi khuẩn, vi nấm, virus xâm nhập vào cơ thể, tế bào len hen xuất hiện bắt giữ kháng nguyên, trình diện kháng nguyên với tế bào. Chức năng điều hòa thân nhiệt. Da điều hòa nhiệt độ giữ cho thân nhiệt ở mức hằng định nhờ hai cơ chế: da mồ hôi và phản ứng vận mạch. Khi nhiệt độ bên ngoài hoặc thân nhiệt tăng cao do bị nhiễm trùng hoặc một lý do nào đó, cơ thể phản ứng bằng cách giãn mao mạch dưới da để tăng cường thoát nhiệt, tuyến mồ hôi tăng bài tiết, tăng cường thoát hơi nước để giảm nhiệt độ. Cứ 1 lít mồ hôi được bài tiết và bốc hơi sẽ làm tiêu hao 540 calo. Khi nhiệt độ bên ngoài xuống thấp, các mạch máu dưới da sẽ co lại giải tỏa nhiệt trên da. Chức năng hấp thu. Một loạt các chất được hấp thu vào cơ thể thông qua da. Có hai con đường hấp thu, một là qua biểu bì, hai là thông qua lỗ chân lông. Các chất cấu trúc từ estrogen như hormone nữ, hormone nam và các enzyme corticoid cũng như vitamin tan trong như dầu như vitamin A, D, E, K tan trong dầu sẽ dễ dàng hấp thu qua da. Những chất thân nước khó hấp thu hơn do hàng rào bảo vệ da. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hấp thu của một chất qua da có thể phụ thuộc vào các yếu tố như độ hòa tan trong dầu, tuổi tác, sự cung cấp máu cho các vùng da, nhiệt độ hàm lượng nước trong lớp sừng, nhiệt độ và độ ẩm môi trường da cũng như được sử dụng hệ thống đưa thuốc vào trong cơ thể. Chức năng cảm giác. Da là cơ quan chịu trách nhiệm cho xúc giác, một trong năm giác quan của con người. Da có khả năng nhạy cảm với áp lực, tiếp xúc, nhiệt độ và đau. Có nhiều thể cảm nhiệm các kích thích khác nhau của môi trường. Tế bào Meissner, Mayer, Golgi, Masoni chịu trách nhiệm cho cảm giác tiếp xúc. Tế bào Parenchyma liên kết đến cảm giác áp lực. Tế bào Krauss cảm giác lạnh. Tế bào Ruffini cảm giác được nhiệt độ và các dây thần kinh khác đảm nhiệm cảm giác đau. Các kích thích bên ngoài kích thích vào các đầu mút dây thần kinh, truyền tải thông tin qua tủy sống, thân não và vùng dưới rồi đến vỏ não rồi tạo ra cảm giác. Chức năng dự trữ. Dự trữ nước. Nước là một thành phần quan trọng trong da. Chính lượng nước này tạo nên độ ẩm của da. Nếu như trong cơ thể nước chiếm khoảng 64% thì riêng ở da nước chiếm khoảng 9%. Nếu điều trị bằng thuốc lợi tiểu thì nước ở da sẽ giảm đi từ 8 đến 10%. Nước ở các bộ phận khác không thay đổi. Như vậy da giữ vai trò rất quan trọng trong việc giữ cân bằng nước. Dự trữ natri. Dự trữ natri ở da thay đổi phụ thuộc vào các bộ phận trong cơ thể. Khi thận bị tổn thương, chức năng natri sút kém, muối sẽ bị giữ lại nhiều trong máu dẫn đến lượng natri ở da cũng tăng. Natri ứ động ở da sẽ kéo theo nước gây phù. Nếu tiêm tĩnh mạch một dung dịch natri ưu trương thì da sẽ giữ khoảng 20-77% số lượng natri. Ăn nhạt, da sẽ mất khoảng 60-90% số lượng natri. Như vậy, da giữ vai trò rất quan trọng trong việc giữ cân bằng chất natri trong cơ thể. Chức năng tổng hợp. Tổng hợp vitamin D. Vitamin D là một loại vitamin quan trọng đối với cơ thể do cần thiết cho sự hấp thu canxi ở xương. Loại vitamin này đặc biệt được tổng hợp dưới da do cần sự xúc tác của tia UV. Vitamin D3 được tạo ra thông qua quá trình quang hóa trong da từ 10.000 đến 20.000 IU. Vitamin D được tạo ra trong khoảng 30 phút trong da khi toàn bộ cơ thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. 7. Dihydrocholesterol phản ứng với tia UV loại UVB, tức tia sáng có bức sóng trong khoảng 270 đến 300 nanomet. Sự tổng hợp xảy ra cao nhất ở bức sóng từ 295 đến 297 nanomet. Quá trình chuyển đổi từ 7 dihydrocholesterol thành vitamin D3 xảy ra theo hai bước. Trước tiên, 7 dihydrocholesterol được quang phân bởi tia UV trong một phản ứng vòng hóa electron với 6 electron quay cùng chiều nhau. Sản phẩm được tạo thành là tiền vitamin D3. Tiền vitamin D3 sẽ tự động phân hóa thành viên vitamin D3 trong một phản ứng chuyển vị
Mahiris ngược hướng của hệ thống liên hợp. Tổng hợp melanin. Melanin là một protein phức hợp gồm các loại chính là eumelanin và phocomelanin, đều được hình thành chủ yếu từ tyrosine dưới tác động của men tyrosine qua nhiều giai đoạn trung gian DOPA chuyển thành melanin. Sự sản sinh ra melanin được tiến hành trong các tế bào tua nằm xen kẽ ở lớp đáy, tùy thuộc chủng tập, tuổi tác, địa vị và sự phân bố các sắc tố khác nhau tạo thành màu sắc da khác nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký và like để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.